Thì nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh 1 và 2, cũng hai nhà máy giống ông HND kia, tổng công suất cũng là 1.200 MW và tổng mức đầu tư vẫn tương tự ông HND và sản xuất điện đâu khoảng độ 7 đến 7,2 tỷ kWh, tức là nhỉnh hơn ông HND một chút xíu. Đó, nếu mà nhà chúng ta mỗi năm chỉ dùng hết 1.000 số thì ông này có thể cung cấp điện cho hơn 7 triệu hộ gia đình. Giả định mỗi hộ gia đình khoảng 4 người đến 5 người đi. Thì như vậy là cung cấp cho khoảng 28 triệu người dân dùng điện. Nếu dùng tiết kiệm, 28 triệu người dân điện dùng điện tiết kiệm. Đúng không? Còn nếu ở thành phố dùng 300 số đi thì cung cấp cho khoảng độ hơn 2,3 triệu người gia đình, nhân với khoảng hơn 4 người một gia đình đi thì tức là cung cấp cho 10 triệu người dân. Thưa anh chị là như vậy. Như vậy riêng QTP và HND đã cung cấp cho nếu người dân thì khoảng độ 2-30 triệu người dân dùng điện thoải mái rồi. Đó. Được chưa? Đấy, còn điện ở Việt Nam tiêu thụ nhiều thì phải nói các nhà máy nó tiêu thụ nhiều chứ. Còn người dân thì tiêu thụ mấy? Đúng không? Người dân thì không tiêu thụ mấy. Không tiêu thụ mấy. Còn nhân đây thì cũng chia sẻ với anh chị là tổng tiêu thụ điện ở Việt Nam. Tổng tiêu thụ điện ở Việt Nam. Nó là khoảng độ 7,2 tỷ này, 7 tỷ này nó chỉ là tương đương với khoảng 3% thôi. Tức là anh chị nhân mấy 33 lần đấy. Đó. Tức là tiêu thụ điện của Việt Nam tổng là khoảng hơn 200 tỷ kWh một năm. Đó. Đấy là tổng tiêu thụ điện. Rồi, tiếp theo về cơ cấu cổ đông thì nó là EVN Genco 1, Genco 1, Genco 2, Genco 3 là đều của EVN cả, công ty con của EVN. Và EVN là nhà sản xuất điện lớn nhất Việt Nam. Đó. Cái con PGV lúc nãy tôi nói đó là Genco 3. Thì mấy con Genco này nó có tổng lượng sản xuất điện cũng cực kỳ lớn anh chị ạ, lớn lắm. Lớn nhất Việt Nam. Sau đó thì mới đến cái con POW ấy, con POW ấy, với công suất khoảng 7,5% toàn Việt Nam. Đó. Đó. Thì cơ cấu cổ đông thì chính là EVN Genco 1. Thứ hai là có SCIC là 11%. Thứ ba là nhiệt điện Phả Lại 16%. Như vậy anh chị có thể thấy ông nhiệt điện Phả Lại ông ấy chiếm 26% HND lại 16% của QTP, tức là tương đương với hơn 40% một cái nhà máy điện này. Và trao đổi với anh chị, cái thằng PPC ấy, công suất của nó đâu đó nó thấp hơn thằng này. Đó, nó thấp hơn thằng này khá. Như riêng cái việc nó đó, nó thấp hơn thằng này khá. Riêng cái việc nó sở hữu 40 mấy% của cái ông cả HND cộng với QTP thì tương ứng với nó sở hữu thêm khoảng 500 mê nữa, tức là nó gần bằng cái công suất chính của nó đang hoạt động. Chính vì thế cho là lợi nhuận chính của PPC trong tương lai nó chủ yếu đến từ QTP và HND, không phải đến từ hoạt động nó vận hành điện đâu. Đó, tiếp theo là Vinacomin, tức là than khoáng sản đấy, thì nắm 11%, đúng không? RI thì nắm 2%, đúng không? VCG 1%, khác thì 17%. Ngày xưa ấy, thì VCG là một trong những cái thằng cổ đông đầu tiên sáng lập để thành lập nên QTP này, nhưng về sau nó thoái vốn dần, thành ra giờ còn sở hữu rất ít, đúng không? Ông RI thì trước mua nhiều nhưng ông cũng giảm dần. Bởi vì ông cũng muốn là chuyển dịch sang cái điện năng lượng tái tạo như là điện gió, đúng không? Điện mặt trời có một phần, điện gió vân vân. Đó, thì đấy là về cơ cấu cổ đông của QTP. Tiếp theo về cái tình hình kinh doanh của QTP, đại loại nó biến động nó gần giống của HND. Anh chị có thể thấy là năm 2017, 18, 19 thì cái chi phí tài chính còn rất cao. Đó là chi phí lãi vay và chi phí lỗ tỷ giá, khiến cho lợi nhuận công ty này cũng khá thấp và nó khá phập phù. Đúng không? Tuy nhiên là từ năm 2020 thì nó đã giảm dần. Thì lợi nhuận đạt đỉnh 2020 cũng giống như của HND. Do năm đó thì huy động điện giá điện được bán với giá khá cao. Đúng. Năm đó thủy điện huy động ít. Năm đó điện mặt trời chưa vào đáng kể. Thế thành ra là những ông nhiệt điện này được huy động rất mạnh và được trả giá rất cao.
năm 2021 thì cái chi phí cũng giảm dần, nhưng mà do cái Covid nhu cầu yếu, đúng không? Rồi 6 tháng 2022 thì chúng ta thấy kết quả kinh doanh cũng rất tốt, lên đến 598 tỷ đồng, rất tốt. Tuy vậy thì chúng tôi cũng đánh giá tương tự như HND, thì 6 tháng cuối năm thì kết quả nó sẽ kém hơn 6 tháng đầu năm, rất khó có thể cao hơn đầu năm. Bởi vì sao? Bởi vì như đã nói đó, mưa quá nhiều, người ta huy động nhiệt thủy điện nhiều hơn, đúng không? Thành ra là lợi nhuận thằng này trong năm nay nó có thể đạt từ khoảng độ 850 đến 1.000 tỷ hoặc 1.050 tỷ. Biết đâu kịch bản tốt nó có thể nhỉnh hơn một chút. Thì với 450 triệu cổ phiếu của nó thì EPS của nó khoảng độ 1.800 đồng đến khoảng độ 2.400 đồng anh chị nhá, cho năm nay. Đó thì EPS của nó cao hơn thằng HND một chút, đúng không? Bởi vì do số lượng cổ phiếu của HND là 500 triệu, của QTP có 450 triệu thôi. Đó, thế thành ra đấy là cái sự khác biệt giữa hai công ty này. Còn nếu hai công ty mà vốn ngang nhau thì về cơ bản gần như không có cái gì khác biệt, kể cả mặt định giá. Đó, thì trao đổi cùng anh chị là như vậy. Về cơ bản đánh giá kết quả kinh doanh trong tương lai của thằng này sẽ là phụ thuộc rất nhiều vào nước, giá điện thị trường cạnh tranh này, và giá than đầu vào. Nhưng mà chúng tôi cũng đánh giá rằng từ năm 2022 thì kết quả về cơ bản là tốt. Còn năm nào mà El Nino, tức là ít mưa ấy, thì năm đó kỳ vọng lợi nhuận có thể đột biến. Ví dụ như năm 2020 chẳng hạn. Thậm chí trong tương lai lợi nhuận nó có thể cao hơn nếu có những cái năm huy động nhiều. Tiếp theo về sức khỏe tài chính cũng tương tự như là ông HND. Hai ông này nợ vay cũng còn có rất thấp, đúng không ạ? Ông kia còn 1.500, ông này còn 1.800. Về cơ bản cũng chỉ khoảng hơn năm nữa ông trả nợ hết thôi. Đó, có điều thì vốn chủ sở hữu của ông này thì nhỏ hơn ông kia, có 5.998 tỷ thôi, trong khi HND vốn chủ sở hữu lên đến 6.700 tỷ. Đó, tuy nhiên anh chị lưu ý một điều như này, HND có 500 triệu cổ phiếu, thì tức là cái phần dôi dư trên cái gọi là vốn điều lệ là 1.700, thì thằng này có 450 triệu cổ phiếu thôi, thì phần dôi dư của nó không phải là 998 tỷ đâu, mà nó là 1.498 tỷ. Tức là nó cũng không thấp hơn so với HND nhiều đâu. Nếu về PB, về book value, tức là giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu, nó chỉ thấp hơn một chút thôi. Thấp hơn khoảng 500 đồng thôi, không nhiều. Được chưa? Và khi cái nợ của cái thằng QTP này ấy, trả dần hết, thì cái chi phí lãi vay của nó cũng sẽ giảm dần. Và khả năng cao, cái lợi nhuận của nó sẽ được hưởng lợi từ đây. Ngoài ra thì anh chị nhìn vào cái tài sản cố định mà xem. Đúng không ạ? 2017 là 11.500, thì 2018 giảm 2.000 tỷ. 2019 thì giảm đâu 1.900 tỷ. Đúng không ạ? 2020 thì giảm đâu đó khoảng 1.450 tỷ. 2021 thì giảm khoảng độ 1.000 tỷ. Đúng không ạ? 2022 thì nó cũng sẽ giảm khoảng độ 6-700 tỷ. Thì như vậy khấu hao của thằng này nó giảm dần và có thể hết vào 2025, 2026. Được chưa? Đó, nó đã giảm dần như thế. Thì nó cũng sẽ góp phần làm cho giá vốn của doanh nghiệp này giảm xuống, được chưa? Lợi nhuận thì có thể là tương đối tích cực. Thì đấy là trao đổi cùng anh chị như thế. Còn về cái cổ tức thằng này trả, thì do kết quả trong những năm trước thì nó không bằng HND, thành ra nó trả ít hơn, đúng không ạ? Ví dụ 2021 trả có 449-450 tỷ, tức là trả có 1.000 đồng trên một cổ phiếu đấy, có 450 triệu cổ mà. 2022 thì 6 tháng đầu năm thì nó đã trả 360 tỷ rồi, tức là trả 800 đồng rồi, đúng không ạ? Và từ giờ đến cuối năm nó sẽ trả nữa đấy. Và khi nó khấu hao tốt, khi nó hết nợ thì nó sẽ trả cổ tức rất mạnh. Nó sẽ lấy toàn gần như toàn bộ lợi nhuận, nó trừ đi phúc lợi khen thưởng, nó trả tất cho cổ đông. Thì khi đó cổ tức của nó sẽ rất cao, không hề đáp đâu. Tiếp theo là phân tích tổng kết đánh giá về cái hoạt động kinh doanh của HND và QTP. Thì hoạt động kinh doanh của HND và QTP là tương đối ổn định về mặt doanh thu và sản lượng. Nợ vay của HND và QTP thì đến năm hết năm 2023 thì cơ bản hết. Đầu 2023 thì nó chuyển hết thành nợ ngắn hạn, thì nó sẽ giảm chi phí tài chính khoảng 100 tỷ so với năm 2022, đúng không ạ? Về khấu hao các nhà máy của HND và QTP thì đến 2026 là hết. Đó, và nó giảm dần khấu hao, đến năm đó nó sẽ về cơ bản gần như về không. Nhưng mà trước đó thì nó cũng giảm dần.
Ví dụ chúng ta vừa nhìn thấy giảm từ 2.000 xuống 1.800, 1.600, 1.500, 1.200, 1.800, đúng không ạ? Đó. Thì tuy vậy thì như tôi đã nói, hiệu suất này sẽ giảm một phần và chi phí bảo dưỡng, sửa chữa nó sẽ tăng lên. Lắm lúc kể cả máy có ngon đi chăng nữa thì nó cũng sẽ tăng cái chi phí thôi. Thì lúc ý cái chi phí là một cái chi phí gọi là có thể chuyển đổi giá đạn cho ai đó, đúng không ạ? Đó. Đó. Nhưng kỳ vọng thì vẫn là giảm chi phí phần nào, giúp lợi nhuận của QTP có thể tốt hơn. Và cổ tức của HND và QTP từ năm 2022 sẽ cao. Thực ra nó cao từ năm 2021 với HND. Còn QTP thì từ năm 2022 nó sẽ cao, mới là năm bắt đầu rất cao. Còn riêng HND 2021 đã rất cao, đã lên đến 2.300 đồng, đúng không ạ? Thì HNBD thì được dự báo trả cổ tức trung bình trong 10 năm tới là 1.400 đến 2.300 đồng trên năm. Thì chia sẻ cùng anh chị thì đây là những cái dự báo thận trọng của Zfin Việt Nam. Còn QTP thì tương tự, thì trả cổ tức được khoảng cao hơn HND một chút, khoảng 1.450 đến 2.350 đồng. Thì chúng tôi kỳ vọng rằng đa phần cái thời gian hai cái doanh nghiệp này sẽ trả cổ tức ở cái khoảng cao hơn 1.800 đồng. Đấy, tức là ở cái mà cao hơn. Thì về cơ bản cái mốc của chúng tôi đưa ra đây là tương đối thận trọng. Tương đối thận trọng anh chị nha. Đó, thì anh chị lưu ý là như thế, tương đối thận trọng. Còn tất nhiên có thể có những cái giai đoạn, có thể có những năm nó có thể trả cổ tức đột biến 3.000, 3.500. Đấy là điều bình thường, không có gì không là lạ cả. Đó, nhưng mà chúng tôi dự báo như thế này. Và với những dự báo như thế, ngoài ra thì với đặc điểm của HND và QTP là hoạt định trong cái lĩnh vực kinh doanh chín muồi, nợ vay gần không, nên HND và QTP có thể định giá theo phương pháp chiết khấu cổ tức. Bởi vì với những doanh nghiệp nhiệt điện ý, thường là khi mà dư tiền họ sẽ trả cổ tức là chủ yếu, trả gần hết. Chúng ta thấy như NT2 hay PPC là một ví dụ rất rõ, rất rõ. Thì khi họ trả cổ tức gần hết như thế thì chúng ta có thể sử dụng phương pháp chiết khấu cái dòng cổ tức mà chúng ta sẽ nhận được trong tương lai về giá hiện tại. Thì với cái lợi suất chúng tôi dùng khoảng hơn 10%. Và việc hoạt động tương đối đơn giản của chín muồi thì cũng có thể định giá theo phương pháp EV trên EBITDA. Thì phương pháp này thì người ta đã định giá cho thủy điện, nhiệt điện. Và thường định giá đứng trên góc độ là một người cầm doanh nghiệp rất lâu dài. Thậm chí là những nhà đầu tư mua cả cái doanh nghiệp điện thì họ sẽ định giá theo phương pháp EV trên EBITDA. Thì ngoài ra thì có thể tham khảo theo thêm phương pháp PE, nhưng mà cần phải lấy mức lợi nhuận bình quân bền vững chứ không phải lấy một năm cao bất thường hay một năm thấp bất thường anh chị ạ. Ví dụ như HND nếu mà lấy năm cao bất thường 2020 thì định giá PE 10 chẳng hạn thì giá của cổ phiếu nó lên đến gần 30.000 đồng. Ngược lại cái năm 2021 vừa rồi lợi nhuận nó hơn 400 tỷ, EPS chưa đến 1.000 đồng. Nếu định giá PE 10 thì giá nó lại chỉ còn khoảng độ 8.000 đồng thôi. Đó, thì những cái pha đột biến thì người ta không áp dụng được PE. Mà PE người ta phải lấy cái lợi nhuận co, cốt lõi, trung bình trong nhiều năm. Từ lúc ấy mới áp dụng được PE, chứ người cứ lôi EPS ra là ta nhân PE lên là ta ra tiền đâu. Đấy là sai bè bè, anh chị ạ. Bởi vì lợi nhuận, ví dụ thằng HND năm trước, năm sau nó gấp 3 lần nha. Thế do đó là chả nhẽ định giá PE nó lại giảm còn 1/3. Không có chuyện đó, anh chị nhé. Đó, thì đấy là cái câu chuyện lưu ý đối với anh chị. Đó, định giá nó là một cái nghệ thuật, chứ nó không phải là một cái công thức. Nếu là một công thức thì máy móc nó làm tốt hơn con người nhỉ. Tiếp theo thì về cái phần định giá. Với HND thì PE bằng 10 lần chẳng hạn, thì giá trị hợp lý chúng tôi cho rằng nó khoảng 18.000 đồng. Khoảng 18.000 đồng. Thì chúng tôi cho rằng lợi nhuận ổn định của nó trong lâu dài trung bình nó khoảng 900. Tương đối thận trọng một chút. Còn về kỳ vọng thì là khoảng 1.000. Thì như vậy là nếu mà theo kỳ vọng thì định giá nó khoảng 20.000 đồng chứ không 18. Nhưng chúng tôi thận trọng một chút. Tiếp theo về chiết khấu cổ tức với lợi suất khoảng 10.3% một năm, thì giá hơi trị hợp lý đâu đó khoảng 17.400 đồng. 17.400 đồng anh chị nha. 17.400 đồng. Thì chia sẻ với anh chị đây cũng là một cái thận trọng. Thận trọng của chúng tôi. Còn nếu mà ở kịch bản cơ sở của chúng tôi thì định giá nó khoảng hơn 18.000 đồng. Còn định giá theo phương pháp EV trên EBITDA lấy 5.5 lần.
lấy như thế nào thì cái này là cũng là một cái bí mật của chúng tôi. Thì giá hợp lý khoảng 17.900 đồng. Thì như vậy là giá trị cổ phiếu của cái công ty này ấy, hay là bất kỳ công ty nào ấy, thì nó cũng sẽ thay đổi nghịch biến nếu lãi suất thay đổi. Lãi suất mà tăng cao quá thì định giá sẽ thấp đi. Lãi suất mà giảm sâu thì định giá sẽ tăng lên. Đó, thế thành ra biến lãi suất cũng rất quan trọng để đánh giá trong cái vấn đề này. Rồi tiếp theo, giá trị hợp lý của HND nằm trong khoảng 17.400 đồng đến 18.000 đồng một cổ phiếu. Thì đây là cái việc định giá tương đối thận trọng của chúng tôi, dựa trên những gì đã phân tích, đã trao đổi cùng anh chị. Tiếp theo về QTP sao? Thì PE bằng 10 lần thì giá hợp lý khoảng 18.600 đồng. Chiết khấu cổ tức với lợi suất yêu cầu 10.3% thì giá hợp lý khoảng 17.900 đồng. Đó, nhiều anh chị này hỏi cái 10.3 lấy ở đâu? Cái này thì chúng tôi cũng phải tính toán rất là kỹ, rất là chi tiết và mới đưa ra cái lợi suất chiết khấu phù hợp với doanh nghiệp này là như thế. Đó, rất kỹ cả. Rồi định giá theo phương pháp gọi là EV trên EBITDA thì giá hợp lý khoảng 18.400 đồng. Giá trị cổ phiếu sẽ thay đổi tương tự như HND, nghịch biến theo lãi suất. Còn giá trị của QTP nằm ở mức 17.900 đến 18.600 đồng. Thì đấy là trao đổi của anh chị như vậy. Tiếp theo về kết luận. Vậy thì đối với HND thì doanh thu ổn định nhưng lợi nhuận HND và QTP khá biến động do phụ thuộc vào thủy văn. Đó, ông nhiệt điện này phụ thuộc vào ông thủy điện, thế mới buồn cười đúng không ạ? Nhưng thực tế là có. Bởi vì hai cái nó đã gọi là sản phẩm thay thế cho nhau. Năm nào mà La Nina ấy tốt ấy thì mưa rất tốt thì thủy điện rất ngọt. Năm nào mà El Nino ấy thì thủy điện lại kém thì nhiệt điện lại tốt. Thì thường thì có 1 đến 2 năm thủy văn rất tốt thì lại kèm theo 1 đến 2 năm thủy văn rất kém. Thế thành ra hai cái đội này nó đầu tư cùng thì ngành điện nhé, nhưng lại đầu tư lệch pha nhau rất nhiều. Anh chị có thể thấy là có gần đây thì NT2 mới tăng giá thôi, chứ đầu năm ngụp nặng, hay là PPC giảm giá rất sâu, QTP và HND giá cũng không được cao, nhưng mà dòng thủy điện thì tăng giá kinh hoàng như Vĩnh Sơn, Sông Hinh, v.v. đúng không? Thế đến nữa thì lại ngược lại, khi mà nước ít thì lại mấy ông nhiệt điện này lại ngon, mấy ông thủy điện lại giảm. Đó, việc đầu tư của chúng ta là phải hiểu được cái mô hình kinh doanh, cái công thức vận hành nha, cái lợi nhuận, cái doanh thu của doanh nghiệp. Từ đó chúng ta mới biết được rằng là đầu tư khoảng thời gian nào. Còn tất nhiên là trong thời gian nửa tháng, một tháng, hai tháng, ba tháng thì khó lắm, không ai đoán được đáy đỉnh đâu anh chị ạ. Nhưng mà nhìn một cái bức tranh lớn thì sẽ nhìn được. Anh cũng giống như là Ethelfin cũng rất hiểu về ngành cá tra. Chính vì thế năm 2020 khi mà lợi nhuận suy giảm rất mạnh, giá cổ phiếu giảm cực sâu, thì Ethelfin đã làm ngay mấy clip định giá trên kênh YouTube Chứng khoán TV đấy anh chị. Hồi đó bị phản ứng, bị chửi kinh lắm. Cực kỳ kinh ấy. Và giá cá tra xuống thế này mà chúng mày này bảo thế này kia. Nhưng mà khi nó xuống sâu, đủ sâu thì đấy là cơ hội để nó bật lên. Thì tương tự như thế, bây giờ ví dụ như ngành thép chẳng hạn thì nó đang bật lên đó, rất tốt đó, ví dụ thế đó. Còn ví dụ nhiệt điện thì chúng tôi cho rằng là tốt phải là cuối 2023, tầm 2023, 2024 đó, thì khi đó thì thủy điện kép, ví dụ thế đó. Tiếp theo là phụ thuộc vào giá nguyên liệu đầu vào. Than bây giờ Việt Nam cũng phải nhập khẩu đấy anh chị nhé, chứ không phải là một nước xuất khẩu như ngày xưa nữa đâu. Rồi giá đầu, rồi là đầu ra theo cơ chế giá điện thị trường cạnh tranh. Thì chúng ta phải lưu ý các nguồn điện khác, ví dụ điện gió, điện mặt trời mà nó quá lớn quá nhiều, các loại điện khác quá nhiều chẳng hạn, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng phần nào đến cái giá điện của thằng này. Đúng không ạ? Rồi là đầu, đó. Và thường thì 1 đến 3 năm kết quả kinh doanh tốt, xen kẽ 1 đến 3 năm kém. Và thời điểm tích sản cổ phiếu tốt là giá xuống thấp do kết quả kinh doanh suy giảm bất thường. Thì lúc ý mới là lúc lại phải mua, chứ không phải là lúc thấy lợi nhuận tăng âm âm mua đâu. Không phải lúc ý. Mà lúc giá lợi nhuận giảm và giá giảm sâu, lúc bà con bi quan nhé, bi đại nhé. Đó. Thì áp dụng cái việc đó thì chúng tôi cũng được rất nhiều lần có lợi nhuận từ HND và QTP rất tốt. Nhưng chia sẻ của anh chị là cổ phiếu nhỏ quá, mua ít lắm. Đó. Thì năm ngoái mà giá điện lợi nhuận nó cực thấp như thế, giá về rất sâu, ồ đấy là cơ hội tốt quá để mua. Đúng không ạ? Rồi nó phù hợp với nhà đầu tư phòng thủ.
và đầu tư lấy cái dòng tiền để ổn định, ví dụ lấy dòng tiền thuê nhà, lấy dòng tiền nghỉ hưu. Chia sẻ với anh chị, nhiều anh chị không thích mua nhà vì đắt quá chẳng hạn, mua căn chung cư 5 tỷ thì đi thuê đâu đó độ cả phí dịch vụ vân vân độ 15-16 triệu. Như vậy nếu anh chị mà không thích mua chẳng hạn, hoặc là tiền anh chị không đủ, anh chị không thích vay, vay trả nợ kinh lắm. Ví dụ anh chị chỉ có độ 2 tỷ rưỡi thôi, 3 tỷ. Nếu muốn mua ngôi nhà 5 tỷ thì anh chị phải vay 2 tỷ. Và 2 tỷ cái lãi suất một năm bây giờ phải chắc phải 12%. Tức là mỗi tháng anh chị mất 20 triệu tiền lãi thôi đấy. Ngoài ra 2 tỷ mà anh chị chia cho bao nhiêu? Chia cho 10 năm chẳng hạn. Thì mỗi tháng anh chị phải trả gần 20 triệu tiền gốc nữa. Tức là 16, 17 triệu tiền gốc cộng thêm 20 triệu tiền lãi nữa. Mỗi tháng anh chị phải trả 37 triệu cho một cái căn nhà các anh chị mua có 3 tỷ mà mua 5 tỷ, vay 2 tỷ. Anh chị phải trả 37 triệu một tháng cho ngôi nhà trong vòng 10 năm liền. Rất kinh khủng. Thì anh chị mà không đủ tiền mà không muốn áp lực nợ vay, anh chị làm cách nào? Rất đơn giản. Cái 3 tỷ anh chị vứt vào, anh chị phân bổ đa phần vào mấy con ổn định này đi. Thế là một năm nó trả cho anh chị gọi là 300 triệu cổ tức. Đúng không ạ? Anh chị hết khoảng độ 200 triệu tiền thuê nhà, tiền dịch vụ, tẹt bộ, anh chị vẫn dư 100 triệu. Dư 100 triệu. Và dư 100 triệu anh chị lại bỏ vào tái đầu tư tiếp. Đó, tức là mỗi năm, đúng không ạ? Mỗi năm anh dư thế, trong 10 năm tới thì riêng cái tiền 10 năm tới là được 1 tỷ tiền gốc mà anh chị đầu tư trong 10 năm thì anh chị lại có từ 5 đến 7 tỷ luôn. Đúng không ạ? Từ 5 đến 7 tỷ luôn. Thế là lúc ấy anh chị có một đống tiền to. Đúng không? Lúc ấy anh chị có thể mua nhà không cần vay, nó cũng 7 tỷ. Không cần vay. Đúng không? Đó thì đấy là trao đổi với anh chị là như thế, họ không cần vay, trong khi cái tiền làm ra hàng tháng anh chị vẫn giữ được nguyên, đúng không? Cái 37 triệu trả lãi trả gốc thì anh chị vẫn giữ được nguyên, anh chị tái đầu tư tiếp, ôi rồi nó là lên 10 mấy tỷ, 15 tỷ, 20 tỷ, đúng không? 15 tỷ. Đó thì đấy là chia sẻ cùng anh chị. Và cái việc đầu tư nó lúc nào thì tốt, lúc nào nó thấp hơn giá trị từ 13-20% thì mua. Bây giờ lên đối ứng đi xem là thấp hơn bao nhiêu. Đúng không? Và bán khi định giá về hợp lý. Vì vậy anh chị nào muốn lợi nhuận cao ấy, tăng lợi nhuận bằng lần ấy, thì đây không phải lựa chọn dành cho những anh chị như thế. Bởi vì nó không được như thế. Đúng không? Hoặc là nó phải giá cực sâu thì mới được như thế.